tháng trôi đời bao nhiêu biến đổi. Tóc mẹ đã hai màu vì dài nắng dầm sương. Gửi từng đêm mưa gửi tim nhớ thương. Nước mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ quá mẹ ơi. Rồi xong tới chỗ. Má hát hay không? Má hát hay vô ta đi. Vô ta đi. Vừa lái xe mà vừa hát cho cô nữa nha. Không có động lực gì, không vỗ tay, không cho ta động lực gì chân sao? Ta hát nữa. Lần sau không hát nữa đâu, ok? Rồi, tới chỗ rồi. Ta đi thôi, đi con. Ta đi con. Cơm ba đẹp quá kìa. Anh kêu. Cho em cho anh thêm cái muỗng mũ đi. Cái muỗng giống cái muỗng đỏ hả? Cái muỗng nhỏ nhỏ bằng muỗng mình to go á. Trời ơi, anh thấy chè nó cho nó lấy tay quẹo qua. Chè cản nó, nó lấy tay. TV. Tay ba cản hả con? Trời ơi, kỳ quá hả con? Đang coi. Đang coi mình làm. Đang coi với ba chè. Yeah, ba múc cơm với Út ăn kìa. Oh, ba hát hay quá hả? Vỗ tay kìa. Vỗ tay đi con, ba hát hay quá ha. Út ăn đi, vô cẩm này nè. Cầm vô rồi. Cơm. Muốn cầm muốn ngược ốc thôi cái. Giờ bà làm cho, bà làm cho nó ăn nè, bà làm cho nè. Rồi nè, cầm nhé, nhấp nhé, như miệng. Trời ơi. Nè, bà chỉ cho cầm nè. Chưa biết cầm muỗng. Má bự ra, hả bự ra. À. Nè, nó bự ra. Cơm nóng không anh? Không. Dạ, cho con tự múc đi, kệ nó, nó chưa biết xài muỗng. Rồi bóc bằng tay luôn đi. Rồi bóc bằng tay, cầm. Ừ. Xếp xếp chém vô nha con. Kiểu cầm muỗng của Út. Đó giờ đâu biết xài muỗng. Đắp này nè. Giòn giòn. Cái tay bóc đi con. Bỏ muỗng ra đi, cái tay bóc đi.
I mean, that was Thursday.